ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Tăng đoàn chùa Giác Ngộ phối hợp cùng ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn các quận 5, quận 6, quận Bình Tân, quận 10, huyện Bình Chánh tổ chức buổi tư vấn tâm lý, kỹ năng kỳ thi trung học phổ thông năm 2023. Tham gia buổi lễ có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ. Chư Tôn Đức Tăng đoàn cùng tham gia còn có thầy Nguyễn Minh Thành, giáo viên trường trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi và hơn 300 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông tại các quận huyện. Tại buổi tư vấn, hơn 300 bạn học sinh được khái quát các nội dung tổng quan về đạo đức học Phật giáo qua trì tụng thời kinh người áo trắng. Các giá trị đạo đức cốt lõi này chính là nền tảng xây dựng nhân cách, tư chất con người mà mỗi bạn trẻ có thể chiêm nghiệm, học tập, thực hành vào đời sống của mình. Sau thời kinh, Thượng tọa trụ trì đã trao truyền ngũ giới cho 15 bạn học sinh phát tâm quy y, nương tựa ba ngôi tâm linh quý báu. Chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho đây là cơ hội để các bạn hoàn tất chương trình học phổ thông và có những bước tiến xa hơn trong tương lai. Cũng theo Thượng tọa, kết quả của kỳ thi này thể hiện năng lực, sự cố gắng của mỗi học sinh sau một khoảng thời gian luyện thi tích cực. Mong muốn các bạn học sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi quan trọng này. Với tư cách một nhà giáo, người hoạt động giáo dục, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ đến các bạn một số kinh nghiệm để đạt kết quả cao trong mùa thi này. Thượng tọa cũng dành thời gian chia sẻ kỹ năng thở thiền và phương pháp điều chỉnh tâm lý, đối trị các sự bất an không đáng có trước và trong khi kỳ thi diễn ra. Cũng trong buổi chia sẻ này, Thượng tọa cũng nhắc nhở các sĩ tử cần duy trì chế độ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe ổn định trong những ngày kỳ thi diễn ra.